Công nhận thằng em trai tôi biết chọn vợ ghê, nhìn thím ngon lắm á, bén lắm á. Anh nói gì kỳ vậy? Thấy thím đẹp như vậy nên tôi khen. Tôi là em dâu của anh đó. Nhan sắc mặn mà của em dâu thương mà, khiến Lô quyết tâm phải chinh phục cho bằng được. Anh làm gì vậy? Cứ chơi đi, chơi cho cảm giác. Lô bị lôi kéo vào con đường nghiện ngập. Chú Lô bị sốc thuốc, chết ở ngoài nghĩa địa rồi. Má không nên để con có mặt trên cuộc đời này. Và thật trớ trêu khi Hương nhận ra cái thai đang dần tượng hình trong cơ thể mình, cũng là lúc Lơ vĩnh viễn không thể trở về sau một cơn sốc thuốc. Đón xem phim truyện Việt Nam Sống Trong Bóng Đêm 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1. Quý khán giả có thể xem lại đầy đủ các tập đã phát sóng qua ứng dụng THVNLI tại địa chỉ www.thvnli.vn hoặc tải ứng dụng THVNLI trên Google Play hoặc App Store.